Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị để ý thấy không? Cô Kỳ Duyên khi mà cô ấy giới thiệu cái màn này thì mặt mũi cô ấy rất là hả hê. Là bởi vì cô ấy cứ ấm ức mãi là tôi hay nói xấu đàn bà. Mà cô ấy chỉ mượn có cái vở kịch này để mà cô ấy có thể trả được mối hận một phần nào. Thưa quý vị, chúng tôi không có nói nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị bước thẳng vào thế giới đàn bà. Mà trong đó có ba bà sẽ thi nhau mà tố khổ đàn ông chúng tôi. Đó là Trang Thanh Lan, Ái Vân và Hồng Đào. Này, em đang thiếu tay. Thế anh trai có rảnh rỗi thì vào ngồi bàn cho em đủ tay tí. Cô ạ, cờ bạc ấy thì anh mê lắm. Nhưng mà đến giờ rồi cô, đến giờ anh phải về cô. Về làm cái gì? Anh nấu cơm cô. Cái chuyện nấu cơm, chuyện đàn bà mà lại. Không cô, vợ anh đi shopping về mà không có cơm nước sẵn thì đời anh khổ lắm. Thôi thì... Vậy chúc, à? Chúc cô may mắn nhá. Vâng thôi. Để gặp lại cô sau. Vâng, chúc anh hạnh phúc trong nấu nướng nha. Nhưng mà chuyện này cô giữ kín hộ. Vâng, em không bao giờ mà nói cho em kín mồm lắm. Ai hỏi em mới nói thôi. Em thôi nhá. Này, ai đấy hả? Hàng xóm gớm. Mặt mũi xinh xắn thế mà sợ vợ lắm. Vợ đã ới một tiếng là về xa vào lòng vợ ngay. Lão ơi khôn đấy. Sao? Kính vợ đắc thọ mà lại. À thế à? Ừ. Mà này mấy giờ sao giờ các mợ chưa tới chứ đủ tay ghiền quá rồi. Ôi giời ơi, ôi giời, dân Việt Nam mình là chuyên môn chơi kiểu cờ giờ dây thun á. Muốn thun thì thun, muốn giãn thì giãn, chán bó mẹ. Sao có cái bộ nào bài mới nào không? À đúng rồi, quên mất, rít quá. Đây có ngay. Đây lúc nào đi đâu mà chả mang theo vài bộ bài, thấy đấy, chưa, cứng cửa chưa? Đấy, này, tứ sắc á, chơi vài chén nhão mẹ rồi, phải có bài mới đánh nó mới sướng tay. Đúng rồi, thôi dẹp cái này đi. Dẹp cái đấy đi. Đủ chưa, đủ tay chưa mấy chị? Hôm nay làm cái gì mà tích mít co lo thế hả? Kêu em tới đây chi vậy? Đánh tứ sắc này. Trời ơi, đủ bốn màu tứ sắc thì mình em muốn gì nữa. Cô thông minh thật đấy. Cô mặc cái đồ này á, giao thông nó phải cảm ơn cô đấy. Sao vậy chị? Hay màu sắc thế này đi giữa trưa nắng, bố xe nào nó dám đụng. Vậy hả? Ừ. À này này, nhưng mà con gái chưa chồng gì mà đi cái dề già như đàn bà chửa là thế nào hử? Thôi mẹ quá, tướng thế mà bảo chưa chồng, ít nhất là 2-3 lửa rồi. Ừ, này nhão quá rồi đấy nhá. Đấy, da thịt cứ mềm như bánh da lợn mà suốt ngày cứ gào trái tim còn chinh. Mấy chị này kỳ ghê vậy nha, người ta con gái mà nói vậy mất duyên của người ta hết sao? Hay. Tại mấy chị hên á hả, không hên gặp mấy anh cha xúc tay gãy gọng bắt bồ lạch ăn á. Giờ này là ế chổng mông kêu trời đó à. Thì tôi đã bảo rồi mà, đàn ông thằng cha nào chả mắt bồ lệch nó ăn. Đàn ông mà sáng mắt chả thằng nào nó dám lấy vợ. Này, tôi nói cho bà nghe, bà nói thế nào chứ. Cái lão chồng nhà tôi á, trước khi lấy tôi á thì mắt tinh như mắt cú vọ á. Thế à? Thế mà lấy nhau có nửa tháng rồi tự nhiên về cái tự nhiên dở trứng thành quáng gà mẹ rồi. Thế có điên không? Thế là còn may nhá. Chồng em rước em về mỗi con tuần mù mẹ rồi. Thế thì còn nước non gì nữa. Thôi mấy chị ơi, phần số của mấy ổng á trời định vậy rồi. Em nói thiệt á, giày dép còn có số, nói chị con người. Đúng rồi, nói số kiếp tôi mới biết nha, nghiệm ra cái số phận phụ nữ chị em mình á là bổn phận là cứ nằm nhà ăn hưởng. Đúng. Đúng rồi, bổn phận của đàn ông là phải đi cày kiếm tiền. Ừ. Còn bổn phận đàn bà chúng mình á, ừ, là chỉ việc nằm phơi ra ở nhà xài tiền xỏ lón. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà này tôi nhắc nhá, cô nằm bình thường thôi, xài tiền được rồi. Nằm phơi nó đen da uổng. Em nói thiệt á hả? Này, thôi. Bài bạc không có đủ tay chán, qua đây nói chuyện đời mau lên. Nói thiệt với mấy chị hả? Mấy chị ỉ có chồng lo rồi ăn hưởng làm em phát thèm à. Cô quay vòng tôi coi thế nào. Quay vòng xem nào. Ôi giời ơi, mông tròn má trịa thế mà chả thằng nào sờ vào. Sexy nha. Mấy chục năm rồi. Nhưng mà này, cái gì? Thanh niên bây giờ nó khôn chán ra. Sao? Trước tiên là nó phải hưởng cái đã, rồi nó mới tính cái chuyện. Đúng rồi. Nó chỉ nhăm nhăm như là nó khui cái cạp thì nó tới quan thôi. Đúng. Mấy chị này nói kỳ ghê nha. Em cũng đẹp lắm chứ bộ, nó phải tại ế chồng đâu. Tại em tuổi dần cao số đó à. Thế à? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Cái gì kêu đấy, cái gì kêu. Trời ơi, biết bơ kêu. Thế à? Thấy chưa, đâu phải ế đâu. Nó
từ á, thằng kép em đó, trời đất kêu em nó đợi em chút ha. Dài kiếm rồi đấy. Đấy, đấy. Thấy không, em nói em đâu có ế đâu à. Thiệt chị à, mặt đẹp muốn chết mà ế sao được. Tội chị à, đợi em chút ha. Hello. Dài. Honey nó hỏ. Trông cái mỏ nỉ nha. Trời ơi, mới về cái kêu người ta liền hò. Hả? Cái gì? Ok, bye. Này, gì đấy, gì là mặt ủ mày trâu thế, cái gì đấy? Thằng kép em. Nó làm sao? Nó Việt Nam nó mới về. Ừ, rồi làm sao? Nó nói tổ chức đám cưới. Này, tới luôn đi tổ chức đám cưới tôi, bà này làm phù dâu cho ông. Chồng con rồi phù dâu thế nào được? Ủa thế à? Ừ. Nó có cưới em đâu phù dâu. Sao? Nó cưới con khác cái bộ. Thế là sở khanh rồi. Chết rồi, thế sao không hỏi cho ra nhẽ? Ừ, có chứ. Cái gì? Mỗi lần em hỏi tới nó đó. Ừ. Cái nó ngâm thơ. Ừ, thơ sao? Thế hả? Nó ngâm sao biết không? Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dáng dở, chứ cưới em về anh tắt thở em ơi. Thôi đừng khóc nữa, đánh bài mà khóc là xui lắm đấy. Bởi thế cho nên tôi nói là đàn ông trăm người như một nhá. Ừ. Cái lúc ngày xưa khi mà nó tán tỉnh mình, nó chưa cưới được mình, suốt ngày đi nó gào thét bên tai mình, cuộc đời anh không thể nào sống mà thiếu em được. Đúng rồi. Đến khi nó cưới mình về nhà rồi, mình đẻ tòm tòm cho nó 5-3 đứa con, nó trở mặt ngay, nó bảo là cuộc đời của anh không thể nào sống mà có em được. Thế thì chồng bà như thế là vứt đi rồi. Thằng ông nó khốn nạn vậy đó chị ơi. Ừ. Còn chồng tôi á, lúc nào nó cũng đeo tôi cứng lắm. Cái gì? Ông nhà cứng lắm à? Cái gì cứng? Không, tôi bảo là ông nhà cứng rắn lắm à. Nói cho rõ ràng. Không, tôi nói là ông chồng tôi đeo tôi cứng ngắc không rời tôi nửa bước. Thế thì sướng quá rồi. Sướng cái mẹ gì? Chứ sao? Giả bộ thế thôi. Chứ còn sảnh ra mình vừa mới ra đầu đường đổ xăng một cái quay lại là mất sườn nó cả người lẫn xe rồi. Nó đi đâu? Nó đi đâu? Đi đâu điều tra liền. Thì mình hỏi thì nó nói là trong lúc em đi vắng, ừ, anh ở nhà anh cô đơn quá, cho nên anh phải giải khuây bằng cách anh đi bi ôm. Thôi chết rồi trời. Thôi, lại... thôi chết rồi. Thằng chồng chị nó đi ôm gái đó, nó phản bội chị rồi. Đấy, nó dở mặt chưa? Đấy. Cho nên là sau khi lấy chồng rồi tôi mới nghiệm cái câu này đúng nha. Cái câu hôn nhân là mồ chôn ái tình. Đúng. Ừ. Sao con sao? Còn kép của cô thì em như thế nào? Hả? Ừ. Trời ơi, thằng kép em với chị là vợ chồng rồi á, chả có đối đãi gì tàn nhẫn không có nói. Ừ. Cái này thằng kép em hả, nó mới có quen em à. Ừ. Mà lâu lâu nó mới dẫn em đi ăn bí già một lần. Mà lần nào nó cũng biểu em lấy cúp bông theo hết trơn á. Mà mua size xì mo nha em. Thế là cô gặp phải hạng chùm so rồi đấy. Candy man, cái thằng chắc kẹo. Kẹo kéo, kẹo mạch nha. Thôi, nói đi thì phải nói lại. Nhiều khi nó kẹo nó dành dụng cho mình. Nhiều khi á, tôi cũng thương chồng tôi lắm nhá. Thế thì tốt. Ngày xưa khi mà nó chưa cưới tôi, nó tán tỉnh tôi. Ôi giời, nó đẹp trai lắm, tóc tai nó bồng bềnh, đẹp trai như Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ê, đừng nói. Anh không, thần tượng của tôi đấy. À thế à? Ừ. Không, nhưng mà chồng tôi trẻ hơn Nguyễn Ngọc Ngạn nhiều. À thế à? Ừ, ừ đấy. Cái thế sau khi mà nó lấy tôi được vài ba năm về, thì bây giờ các bà biết sao không? Nó thuộc cái loại người nghĩa là rửa mặt thì lâu mà gội đầu thì trắng. Thế là thế nào? Ờ hay, chán nó lên thế đây rửa mặt chả lâu à, còn tóc có tí sau gội đầu chả chóng à. Ôi giời ơi, thế thì nói hói thì nói hói, hói thẳng ra việc gì mà phải xí diện hao. Em thấy tội nghiệp ảnh đó nha. Ảnh cà ảnh hói, đầu ảnh nuôi chị mà chị không muốn nữa hả? Thì lắm khi thì mình cũng thương. Thế còn bà sao, chồng đối xử sao? Chồng tôi thì hết ý nhá, ga lăng cực kỳ. À thế à? Ừ. Cái hôm sinh nhật tôi á, ừ, thì ông vác về cho tôi một cái hộp đẹp ghê lắm. Ừ. Thế mình cảm động quá. Ừ. Mình mới mở từ từ thôi, đâu có vội đâu. Đấy. Này, tập trung nghe người ta nói chuyện. Người ta kể chuyện chồng người ta đây này. Ừ. Soi soi cái gì? Từ từ mình mở cái hộp ra. Một cái thì mở cái hộp ra ngã ngửa người ra luôn. Để tặng cái gì? Cái gì? Sư bố đó. Hả? Tặng mình hộp thuốc ngừa thai mới đau chứ. Vậy là đẻ dữ lắm ha. Đây. Tướng này nhạy lắm phải không? Bước sang đầu giường cái chửa bố rồi gì? Nói nào chứ cai đẻ lâu rồi tịt rồi. Thế à? Ừ. Cô em sao? Em nói thiệt với mấy chị hả? Sinh nhật mấy chị mới trả tặng ngừa thai em còn đỡ à. Ừ. Còn em hả? Sinh nhật em chả đâu có cho em gì đâu à. Chị biết không? Mà sinh nhật có thằng chả đó hả? Em phải đi mua cho anh chả một hộp
underwear. Ôi trời ơi, lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Trời ơi, không chẳng những underwear hả, mà ở trên này hả, còn để một trái tim bự vậy nè. Màu đỏ hả, để chữ I love you. Thế là cô mê trai rồi. Ừ. Em công nhận em mê trai chứ em đâu có chối đâu à. À nhưng mà thế nào, cuối cùng thì nó có mặc thử hay không? Ừ. Phải nó mặc thử nói gì? Trời ơi, nó biểu em đưa receipt. Để làm gì vậy? Để nó trả, để nó lấy tiền chứ chi mấy chị khờ ghê vậy nha. Thế là cô lại gặp phải cái hàng vắt cổ chày ra nước rồi đấy. Đúng rồi. Bởi thế càng nói tôi càng tức nhá. Chồng tôi có lúc mà khi mà tán tỉnh tôi, suốt ngày bắt tôi hát cho nghe. À, thế hả? Mà khen tôi là giọng ca truyền nhiễm cơ. À, cái gì, cái gì? À không, truyền cảm, truyền cảm. Nói cho rõ, không tệ lại tưởng là bệnh AIDS. Không, truyền cảm. Á, khẩu có gì à? Mà bà đây các bà nghe tôi hát chưa? Chưa. Toàn đánh bài đâu có bao giờ nghe hát bao giờ đâu. Nữ hoàng karaoke là tôi. Hát vậy luôn, ha? Hát vô cùng đây nhá. À, tôi có cái bài này, bài tủ của tôi nha. Cái bài gọi là Ờ Tôi Nhớ Rồi, bắt đầu nha. Nuốt. Cao quá, xuống xuống tí. Nuốt. Nuốt gì, nuốt gì? Nuốt, nuốt, I got it. Nuốt lệ nhìn theo một chiếc xe phong. Anh ơi, tôi à, thôi, 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 đủ rồi, thôi ở chỗ đó là đúng lắm rồi. Cái gì? Đủ rồi. Kinh quá. Ồ, quá trời là hay. Khủng khiếp. Hay thật à? Ừ. Hay đến nỗi anh bỏ anh đi luôn. Ừ. Hay thiệt. Em báo chị biết quá. Hả? Hát là đồ bỏ. Thế hả? Em nói thiệt chị hả? Ngâm thơ, trời. Bắt phần, ái dân đi chơi. Vậy hả? Ngâm ngay cho ai bỏ nó sợ. Vô ngâm vừa diễn hả? Ừ. Ái dân thấy là hết hồn liền. Rồi. Làm luôn, làm ngâm luôn nha. Ừ. Thỏa trời đất nổi cơn gió bụi thách má hồng. Xì tốt, xì tốt, xì tốt, xì tốt, xì tốt. Sao chị hay quá phải không? Cô ngâm như thế thì thành ngâm giấm rồi còn gì nữa. Chua quá. Đi đâu chị? Tôi vô tôi mở tí hít. Cô ngâm tôi sốt rét đây này. Vậy em biết rồi. Gì? Em biết lý do kép em nó bỏ em rồi. Ờ. Sao thế? Nó sợ bệnh sốt rét cái gì? Chắc vậy. Cô biết không, giọng ca của cô là giọng ngâm của cô là giọng ngâm phải mở hít, là giọng ngâm tốn điện. Có thế thôi, vì thế nó bỏ đấy. Rồi còn chị thì sao? Còn bà hả? Sao? Có năng khiếu văn nghệ gì không? Mình á hả? Ừ. Mình thì là mình phải chơi cao cấp hơn. Ừ. Mình hát duo. Hát xích đu à? Hả? Xích đu che dù hả? Khổ quá, duo thì các tiếng ta là hát song ca. À. Được chưa? À, hai người. Ừ. À, hai người ấy vậy. Ê, mà hồi đó đến giờ là cái bài mà bài chồng mình thích nhất là cái bài tủ của mình á, là có tựa đề là Đừng Xa Em Đêm Nay. Ôi, lạnh lùng mê ly quá. Trời ơi, mà biết không, cái gì, thằng chồng mình á nó có máu thưởng thức văn nghệ. Thế lắm, hay quá. Biết thưởng thức văn nghệ lắm. Mỗi lần mình hát là cha ngồi dưới rung đùi. Ừ. Nói là em có một giọng ca ăn khách hết sẩy. Thế thì hát hay lắm à? Chứ sao nữa. Ôi giời. Mình đang sương sướng, mũi nở tưng bừng lên. Ừ. Thằng cha bộ thẳng vào mặt mình á. Sao? Tức là giọng ca của em á là ăn hết mẹ nó cả khách rồi, không còn thằng nào hết. Chết rồi. Thế nó chửi bà đấy. Chứ sao nữa. Chơi chữ. Nó thâm quá, chồng thâm quá. Nó chửi thẳng vào mặt mình. Vì thế cho nên từ đấy giờ là mình cứ lấy độc mình trị độc. Ừ. Sao chị? Mỗi lần mình nói cái gì mà thằng cha mở miệng ra định cãi là mình hát toáng lên, hát hồn nhiên thoải mái vô tư ồn ào và náo nhiệt. Đúng, đúng. Cứ gào mặt chúng nó cầm mồm ngay. Đúng. Cứ mở cửa ra là ngâm thơ như em là chắc ăn liền. Đấy. Bởi thế tôi nói với các cô thế này, đàn ông đấy mà nó gạt vợ gạt con giờ nào nó gạt ngay. Nó vua ăn gian mà lại. Đấy, chồng tôi suốt ngày mặc đồ thể thao xách xe đi mất. Ảnh thể thao anh đi chơi có gì đâu rồi chị cằn nhằn. Có cái gì đâu mà phải nói. Chồng nó có khỏe mạnh thì chuyện đấy nó hạnh phúc chứ lì. Ôi giời ơi, thể thao hạnh phúc được cái chuyện đó thì phước 70 đời nhà tôi đấy. Còn đằng này à, nó mặc đồ thể thao nó đi nhậu. Ơi đây này này, các bà thì biết tướng chồng tôi rồi chứ gì. Ừ, biết. Suốt ngày mẹ cứ tung tăng với quần đùi, hai cái bắp chân thì như hai trái dưa leo. Tướng xì ke mà cứ giả dạng xì po chán lắm. Trời ơi, đúng thật. Nó thiệt cái chạy á hả? Cỡ thằng kép em nó vô duyên lắm chị ơi. Sao? Sao? Cái mỗi lần mà em đi vô nhà đó, cái nó thấy em mở cửa ra, cái nó nhảy lên sofa, nó nằm cái bắt em hút hả? Hút cái gì đây? Hút gì? Hút bụi. Ôi. Nó bắt em hút tới, hút lui, hút xuôi, hút ngược vậy đó. Ừ. Nó nằm nó phè sofa, nó hút thuốc, mà nó nhổ râu nữa. Nhưng nó âm mưu gì chị ơi? Đúng rồi. Nó âm mưu nó bỏ cô đấy chứ còn gì vậy nữa. Vậy sao? Yeah, you got it. See? Ai thớ vô, ai tuổi dần, ai cao số mà. Rồi làm sao? Mà có bắt nó bỏ rồi, thuốc rồi, không? Có thuốc lá không? Nguy hiểm lắm. Có chứ, em có bắt nó bỏ chứ. Mà chị biết sao không? Sao? Nó nói à, hồi đó đó chị biết không, một gói thuốc đó nó hút chứ
hai ba người. Còn bây giờ một gói hả, nó bỏ hai ba người kia ra, nó hút mình nó à. Thế là thành ống khói rồi còn gì nữa. Cô nhẹ dạ quá. Tôi thì cứng rắn vô cùng. Chồng tôi hút thuốc, tôi bảo bỏ. Chồng tôi bảo bỏ từ từ. Tôi nói không, bỏ luôn, bỏ hẳn. Rồi bỏ sao, nó có bỏ không? Bỏ chứ, nhưng mà nó bỏ nhà đi luôn. Thế thì cũng bằng không. Thế bởi vậy bực mình lắm cô. Em nói thiệt cái chị hả, đàn ông mà vậy hả, cho cút xéo đi, cái ở nhà thấy ghét lắm kìa. Đúng rồi, cút đi. Cứ sống chung mình bài bạc tí tỉnh, nó mặt lưng mày vực tôi khó chịu lắm. Thế là chồng bà lại vứt đi rồi. Sao? Còn thằng chồng tôi á, nhún như con chi chi. Thế à? Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không bao giờ dám biết ghen là cái gì nhá. Hiền thế à? Chứ sao nữa, có thương yêu gì đâu mà ghen. Này, cô chưa chồng đừng có nói chuyện tâm lý đàn ông nhá. Ừ. À, có biết không, thương yêu hay không chỉ những cái lúc nào mà mình ốm đau bệnh hoạn thì mình biết được. Đúng rồi. Cái lần đó tôi bị phải gió mất 2-3 ngày. Bà phải gió à? Trúng gió. Phải cảm. Phải cảm, quên. Nói cho rõ ràng. Phải cảm mất 2-3 ngày. Cái tự nhiên thằng trai mặt xanh nanh vàng lên. Chạy đôn, chạy đáo, chạy xuôi, chạy ngược. Không? Cái... Đi kiếm bác sĩ phải không? Đúng rồi, tốt quá thì tốt quá. Không phải, nó đi mua lai su răng. Bà ơi bà, trúng gió thì tìm bác sĩ, tìm nha sĩ sâu răng làm gì? Chị bị sâu răng hả? Khổ quá, không biết gì cả. Lai sâu răng tức là bảo hiểm nhân thọ ấy mà. Thấy chưa, nó thương mình chưa? Em biết rồi. Cái thằng cha chồng chị hả là nham hiểm lắm. Thằng chả mà yêu sâu răng á hả, để khi nào mà chị chết đó, thằng chả lấy cái tiền đó hả, chả đi cưới con khác đó. Thằng cha này ghê lắm chị ơi. Chồng bà thâm quá. Thâm cung bí sử. Thế mà bà ngu mày không nghĩ ra nhỉ. Bởi thế tôi mới nói thế với các bà thế này, chúng ta phải tìm biện pháp để trừng trị mấy ông đấy. Đúng. Như tôi nhá, chồng tôi đi đâu về mà tôi thấy khả nghi nhá, sức cùng lực kiệt nhá, tôi thử ngay. Thử mà thử sao chạy? Thử cách nào, thử cách nào hả? Tôi đẩy vô phòng. Dạ. Tôi đóng cửa lại. Tôi xô lên giường. Rồi sao, rồi sao? Cái gì ngồi ra chỗ này. Hay, chuyện chăn gối vợ chồng ta bắt được phun phèo phèo à? Thì cứ nói lời chừng làm cho tao hồi hộp. Làm thì là cái chuyện đáng này. Nhưng mà việc gì phải thử cách ấy chứ sao? Học cách tôi đây này. Cách sao? Sao chị? Cái lần đấy nhá, tự nhiên một hôm đang lười biếng như thế mà lại dở quẻ đi hút bụi, đi lo lăng xăng trong nhà. Xong một hồi cái chụp lấy cái phone len lén ra góc nhà thủ thì một hồi. Tôi vẫn không nói gì. Tôi cứ để yên xem sao. Một lúc sau lão cúp phone chạy vào nhà hớt hơi hớt hải thay đồ, xách bộ đồ tennis đi mất. Tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Đến hồi trở về, mặt mũi bơ phở, tóc tai dựng ngược lên. Cái tôi cũng không nói gì, tôi cứ để yên xem sao. Con mẹ này máu lạnh, máu rắn ấy. Thế xong rồi tôi chỉ thả nhẹ một câu thôi. Sao? Tôi thử. Mình à, mình chịu khó mình chạy exercise với em một vòng đi mình. Thế có chạy nổi không? Thế chạy nổi không? Chạy thì chó nào được. Rồi, thế làm sao? Bà quyết định làm sao? Điều tra. Thế là ba máu sáu cơn bà mới nổi lên. Bà mới đánh cho một trận tím mày kìa. Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng tôi không phải chồng bà. Đúng rồi, nhưng mà tại vì lúc đó cái máu nó lên đến tận cổ này này, biết chưa? Bình tĩnh, nghe tôi hỏi đây. Ừ. Thế bây giờ bà có điều tra ra là nó đi hiến dâng sức khỏe cho con nào không? Tôi xin lỗi nha, tôi hét bà ngay đấy. Tôi xin lỗi. May I hit you? Đúng rồi. Khổ quá. Nhưng mà nó không đi với con nào hết. Nó không đi với con nào, vậy nó đi với thằng nào? Nó bóng gió à? Bên đây hả? Khổ quá, nó đi đánh tennis thật mới tức chứ. Trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Điên cả người. Thế thì bà đánh oan chồng rồi, ác quá. Con mẹ này ác phụ quá hà. Không thì mình cũng biết là mình lỡ tay dã man vô nhân đạo. Ừ. Nhưng mà dù sao chăng nữa cái chủ trương của tôi á. Sao? Là thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Yeah, you got it. See, I told you. Bởi thế cho nên tôi nói tóm lại đấy, muốn trừng trị đàn ông chúng ta phải hết sức tàn nhẫn. Đúng. Đúng. Có hôm tôi bực mình thằng chồng tôi quá, tôi mới nghĩ thế này, bỏ đi thì dại mà ở lại thì còn ngu hơn. Thế bà làm thế nào? Cuối cùng tôi quyết định ra đi. Sao vậy? Nhà chị ở mắc gì chị đây? Thì tôi đi rồi tôi nghĩ tôi càng tức hơn. Tôi mới nghĩ cách trả thù nó một cách khủng khiếp, kinh dị, kinh khủng khiếp bằng một cách khác. Cách gì? Cách nào? Tôi trở về nhà tôi ngồi phẹt trên giường. Thế là mê dai rồi còn gì nữa? Ngồi không đâu, ngồi giường. Các bà dở quá. Tôi nói các bà nghe này, cái cách hay nhất để trừng trị đàn ông đó là chúng ta cứ bám chặt lấy chúng nó, trời gầm không nhả, mình ôm chúng nó suốt đời coi như tù chung thân rồi. Đúng rồi, you get it. See?